đến với phần tiếp theo của bản tin FBNC ngày hôm nay 12 tháng 11. Kính thưa quý vị, kết phiên giao dịch ngày 11 tháng 11 thì chứng khoán Mỹ đã chìm trong sắc đỏ khi các nhà đầu tư ồ ạt bán ra cổ phiếu của các công ty dầu mỏ và hãng bán lẻ. Đây là phản ứng của thị trường sau khi nhận thông tin giá dầu giảm và bản báo cáo tài chính ám đạm của tập đoàn Macy's. Khép phiên giao dịch ngày 11 tháng 11, cả ba chỉ số chính của phố Wall đều đồng loạt giảm 0,32%, nhóm năng lượng giảm 3%, đánh dấu phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ giữa tháng 9 năm nay do lo ngại lượng dầu lưu kho của Mỹ tiếp tục tăng. Theo đó, các chỉ số năng lượng giảm 1,91%, mức giảm sâu nhất trong 10 chỉ số chính của S&P 500. Exxonmobil không còn duy trì được trạng thái khả quan của tuần trước và giảm nhẹ 0,89% trong phiên ngày 11 tháng 11. Cổ phiếu các hãng bán lẻ cũng chịu tác động tiêu cực từ bản báo cáo doanh thu sụt giảm quý thứ ba liên tiếp của tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Mỹ, Macy's. Kết quả này không chỉ khiến hãng bán lẻ hàng đầu nước Mỹ hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận trong quý cuối cùng của năm, mà còn tác động mạnh lên chỉ số ngành bán lẻ của phố quân đêm qua cổ phiếu Macy's giảm mạnh gần 14%. Đây là kết quả tồi tệ nhất của mã này kể từ năm 2008. Trước khi đó, với báo cáo doanh thu tăng 6,4% trong quý 3 năm nay, cổ phiếu của JCPenney chỉ giảm 1,84%. Đại gia Trung Quốc Alibaba cũng không nằm ngoài tác động này, mặc dù vừa công bố mức doanh thu kỷ lục 14,3 tỷ đô la Mỹ trong sự kiện mua sắm lễ độc thân 11 tháng 11. Khép phiên cổ phiếu của tập đoàn này giảm 1,94%. Reuters ghi nhận đã có khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên vừa qua, thấp hơn so với 7,1 tỷ cổ phiếu bình quân trong 20 phiên vừa qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra kém sôi động do tâm lý nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về khả năng lần đầu tiên cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất trong gần một thập kỷ qua. Trong khi đó thì thị trường chứng khoán Á diễn biến trái chiều ngày hôm nay, chứng khoán Hồng Kông là điểm điểm sáng trong bức tranh thị trường ảm đạm của châu Á. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 11, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và S200 của Úc đều tăng không đầy 0,1%, còn chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm gần 0,5%. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản hầu như không biến động nhiều, mặc dù các dữ kiện kinh tế mới ra cho thấy chi phí vốn đang khởi sắc tại đây. Trong số các nhóm cổ phiếu giảm điểm thì lao dốc mạnh nhất là cổ phiếu của tập đoàn Rezona, giảm 6% sau khi báo cáo doanh thu nửa đầu tài khóa giảm 35%. Cổ phiếu của các công ty sản xuất máy móc cũng bị bán tháo sau khi chính phủ ra dự báo đơn hàng trong quý tư sẽ giảm. Thị trường Trung Quốc giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch buổi chiều, do các mã blue chip giao dịch yếu lại, cổ phiếu của PetroChina giảm hơn 1%, còn cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại đã tăng hơn 1%. Thị trường Hồng Kông là điểm sáng của chứng khoán Trung Quốc trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 11. Chỉ số Hang Seng đã tăng gần 2% nhờ sức bật của cổ phiếu của đại gia Internet Tencent. Báo cáo tài chính khả quan của các tập đoàn giúp sắc xanh dàn trải tại Hồng Kông. Chỉ số S200 của Úc nhích nhẹ sau khi báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm. Bên cạnh đó, thì đồng đô la Úc tăng mạnh do thị trường lao động khởi sắc, làm tăng khả năng ngân hàng trung ương Úc hạ lãi suất vào tháng 12 này. Cổ phiếu của ngân hàng NZ và Commonwealth, Westpac đều đồng loạt tăng 1%. Còn cổ phiếu của các công ty dầu khí lại lao dốc mạnh, đặc biệt là cổ phiếu của Santo giảm hơn 16% do giá xăng dầu tại Úc đã tăng. Thị trường Hàn Quốc ngày thứ Năm mở cửa trễ 1 giờ do kỳ thi đại học quốc gia tại đây. Chỉ số Kospi đã giảm nhẹ sau cuộc họp chính sách hàng tháng của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK. Đúng như dự đoán thì BOK vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục. Cổ phiếu của nhà sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc là Bosco đã giảm 3%. Cổ phiếu của các đại gia lớn là Samsung và Hyundai cũng giảm 1%. sang các thông tin khác tôi quý vị, trong bản báo cáo kinh tế mới đây thì các cố vấn kinh tế của chính phủ Đức đã lên tiếng chỉ trích các chính sách lãi suất thấp của ECB. Trong bản báo cáo tình hình kinh tế mới đây của Đức, các cố vấn kinh tế của nước này đã không ngần ngại gọi các chính sách lãi suất thấp của ECB là rủi ro đối với sự ổn định tài chính và cuối cùng là đe dọa khả năng thanh toán của các ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Theo quan điểm của chúng tôi, không có lý do gì để tăng cường gói nới lỏng tiền tệ, ngược lại chúng tôi cho rằng siết chặt chính sách tiền tệ mới là điều cần làm ít nhất là không nên nới lỏng nhiều hơn kế hoạch đã định. Chúng tôi thấy được sự rủi ro đối với ổn định tài chính. Cũng trong bản báo cáo kinh tế, các chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế Đức trong năm 2015 sẽ đạt 1,7% và đạt 1,6% trong năm sau. Kính thưa quý vị, trong cuộc họp hôm 11 tháng 11, thì các lãnh đạo EU đã đưa ra nhiều lời đề nghị cho các lãnh đạo châu Phi để đổi lấy sự giúp đỡ trong việc hạn chế người di cư. Một bản danh sách các kế hoạch cần làm để đối phó đối nghèo và an ninh kém tại châu Phi đã được đưa lên bàn nghị sự trong cuộc họp hôm thứ tư. Để đổi lấy sự giúp đỡ hạn chế người di cư từ châu Phi, các lãnh đạo EU đã đưa ra các lời đề nghị bao gồm một loạt các khoản viện trợ, nới lỏng chính sách thị thực và giảm chi phí gửi tiền mặt từ châu Âu đến châu Phi. Theo tổng thống Pháp François Hollande, cải thiện đời sống ở các nước nghèo sẽ là chìa khóa giúp hạn chế di cư. Để hạn chế người di cư, chúng tôi đã phải tăng cường kiểm soát biên giới, gửi tàu hải quân ra biển địa Trung Hải đồng thời ngăn chặn tội phạm buôn người di cư. Nhưng trên hết, chính sách phát triển là điều chúng ta cần phải có. Trong tháng 9, Pháp cho biết sẵn sàng tiếp nhận 24.000 người di cư, xóa đi lời đồn rằng nước này phản đối dân nhập cư. Còn trong cuộc họp với Đại hội đồng Liên hiệp quốc mới đây thì Brazil đã cam kết sẽ cắt giảm 43% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 thông qua việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Theo đề xuất của chính phủ vừa đưa ra, thì Brazil sẽ mở rộng thay thế năng lượng thủy điện bằng các nguồn năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió hay năng lượng mặt trời. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cho rằng mục tiêu có thể đạt được bằng cách nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo từ 15 lên 23% trong sản xuất điện chung của đất nước. Ông Sergio Bezerman, chuyên gia kinh tế và môi trường tại Rio de Janeiro, việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng cho thấy một sự thay đổi trong đường lối sản xuất năng lượng của Brazil. Đề xuất của chính phủ sẽ giúp mở rộng các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Hiện nay nguồn năng lượng thay thế cho thủy điện là năng lượng nhiệt điện mà loại năng lượng này thì có thể gia tăng hiệu ứng nhà kính. Theo Bộ Khoáng sản và Năng lượng, năng lượng thủy điện vốn chiếm 80% tổng sản lượng năng lượng của Brazil đã giảm xuống còn 66,6% trong năm 2015. Thưa quý vị, Microsoft vừa cho biết đang lên kế hoạch cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cloud qua các trung tâm dữ liệu tại Đức, để giúp người dùng tối đa hóa việc sử dụng các dịch vụ của hãng tại đây. Microsoft vừa công bố kế hoạch xây dựng hai trung tâm dữ liệu mới tại Đức. Hai trung tâm này sẽ do T-System, công ty con của nhà mạng Deutsche Telekom vận hành. Điểm quan trọng là hai trung tâm dữ liệu mới sẽ do công ty của Đức vận hành, nên không cần tuân theo các quy định về cung cấp thông tin của chính phủ Mỹ. Các trung tâm dữ liệu mới sẽ giúp người dùng tối đa hóa việc sử dụng Microsoft Cloud tại Đức, bao gồm cả các dịch vụ như Azure, Office 365 và Dynamics CRM Online. Các trung tâm dữ liệu này sẽ bảo đảm thông tin của khách hàng chỉ do một công ty Đức quản lý theo luật của Đức. Các trung tâm dữ liệu mới sẽ được đặt tại Madrid và Frankfurt. Đây chỉ là hai trong số hơn 100 trung tâm dữ liệu được xây dựng tại 24 khu vực và 40 quốc gia trên khắp thế giới của Microsoft. Microsoft sẽ giới thiệu dịch vụ cloud mới này bắt đầu từ giữa năm sau. Kính thưa quý vị, Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Unicredit đang chuẩn bị cắt giảm 14% số lượng nhân viên và chuẩn bị tái cấu trúc công ty. Tập đoàn Unicredit là ngân hàng lớn cuối cùng tại châu Âu thông báo tái cấu trúc để tăng lợi nhuận và thu hút thêm vốn đầu tư. Unicredit sẽ bán bớt các mảng kinh doanh tại Áo và Ý để cân đối tài chính mà không cần kêu gọi đầu tư vốn từ các cổ đông. Unicredit cũng vừa ra kế hoạch kinh doanh mới với dự báo tỷ lệ vốn cấp 1 sẽ đạt 12,6% vào năm 2018. Ngân hàng có giá trị tổng tài sản lớn nhất tại Ý này cũng dự báo doanh thu thuần năm 2018 sẽ đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ. Mức điều chỉnh này giảm so với dự báo đưa ra trước đó. 18.200 nhân sự sắp bị cắt giảm chủ yếu tập trung tại thị trường Ý, Đức, Áo và khu vực Trung và Đông Âu. Số lượng nhân sự bị cắt giảm cao hơn dự báo, trong đó bao gồm cả 6.000 việc làm đã được thông báo sẽ bị cắt sau khi ngân hàng bán mảng kinh doanh tại Ukraine. Chi phí cắt giảm dự kiến của Unicredit là 1,6 tỷ euro, Ngân hàng cho biết sẽ thoát khỏi tình trạng trì trệ, đặc biệt là tại mảng bán lẻ ở Áo và mảng cho thuê bất động sản tại Ý vào cuối năm 2016.